Những ngày gần đây, nhiều hộ dân ở xã vùng sâu Cư Ê Lang, huyện Ea Ka, tỉnh Đắk Lắk đã có đơn phản ánh về việc là chính quyền địa phương chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở địa phương có nhiều khuất tất. Vâng, và cụ thể thì đơn thư cho biết rằng trong khi rất nhiều hộ nghèo và cận nghèo thì không được nhận tiền hỗ trợ, thì một số hộ có điều kiện kinh tế khá giả lại được nhận tiền hỗ trợ từ dịch COVID-19, khiến dư luận ở địa phương này vô cùng bức xúc, ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa ở thôn 6B, xã Cư E Làng, hoàn cảnh rất khó khăn. Nhiều năm nay, ông bà sinh sống trong căn nhà tạm bợ ẩm thấp, trong nhà không có một thứ gì đáng giá. Cả hai ông bà đều đau ốm, sức khỏe yếu và mất sức lao động. Nhưng oái oăm thay, hộ bà Hoa lại không thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo. Và ngạc nhiên hơn là gia đình bà không nhận được một đồng tiền nào hỗ trợ COVID-19 của chính phủ. Còn đây là gia đình ông Ngụy Văn Bắc ở cùng thôn. Ông Bắc cho biết, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo. Khi thấy người dân trong thôn đi nhận tiền hỗ trợ COVID-19 thì ông cũng đi. Tuy nhiên, khi lên bưu điện huyện để nhận thì không có tên. Ông về Ủy ban Nhân dân xã hỏi cũng không có tên mình trong danh sách nhận tiền hỗ trợ COVID-19. Thì tôi, mấy anh em bà con đây thì tập trung vào là làm đơn kiến nghị. Đấy, gửi ra 17 hộ là gửi ra xã. Tổng là các hộ chưa nhận được tiền, như tôi cầm danh sách là 32 hộ. Là chưa được nhận tiền, trong các hộ là cận nghèo. Không riêng gì bà Hoa, ông Bắc mà còn nhiều hộ dân ở các thôn buôn của xã Cư E Làng có hoàn cảnh hết sức khó khăn nhưng không thuộc đối tượng được nhận tiền hỗ trợ COVID-19. Trong khi đó, có nhiều hộ điều kiện kinh tế khá giả, nhà cửa khang trang vẫn thuộc diện hộ cận nghèo và được nhận tiền hỗ trợ COVID-19, gây bức xúc trong nhân dân. Thì một số thôn, đặc biệt thôn 6B, buôn Vân Kiều thì cũng có thôn là qua quá trình rà soát đã nhận thấy thiếu sót cũng như là chưa đánh giá khách quan và cũng chưa bổ sung kịp thời đối những hộ mà như báo chí phản ánh. Cư E Làng là xã vùng sâu của tỉnh Đắk Lắk. Toàn xã có 1.991 hộ dân với hơn 9.000 nhân khẩu. Qua bình xét cuối năm 2019, toàn xã có 792 hộ nghèo, 583 hộ cận nghèo và số tiền được hỗ trợ COVID-19 là 4 tỷ 712 triệu đồng. Tuy nhiên, việc lập danh sách và chi trả tiền hỗ trợ xảy ra không ít sai phạm bất cập. Thì chúng tôi nhận được cái thông tin này, đã trực tiếp là chỉ đạo cho phòng chuyên môn, trực tiếp là xuống làm việc với Ủy ban huyện và xuống tận xã cái Chư La và đến cái thôn buôn mà có cái qua cái báo chí phản ánh để có một bước làm việc. Đồng thời thì cũng đã thành lập cái đoàn như kiểm tra về đối với cái xã Chư La trong vấn đề là chi trả cái thực hiện cái việc là chi trả cái đối tượng thuộc diện nghèo và cận nghèo do cái COVID mà để cái tiền hỗ trợ nó có đảm bảo được hay không. Thì hiện nay chúng tôi đang làm. Hiện vụ việc đang được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ, kịp thời khắc phục những sai sót để chi trả tiền hỗ trợ COVID-19 đúng đối tượng, đảm bảo tính công bằng, đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ cơ sở đã xảy ra những sai sót hoặc cố tình làm sai để trục lợi.